Quý vị các bạn vừa được nghe chiếc âm của dòng loa BK với mã sản phẩm là BK880. Dòng này thì đời phân khúc rất là cao. Nó sử dụng một bát 25 hai check. Với chất âm của dòng BK880 thì luôn được đánh giá với dòng loa này chất âm mượt mà, tiếng rất là check, rất là êm và dịu, chống sâu, mềm. Với dòng loa này thì được quý vị các bạn có thể sử dụng, chúng ta ghép karaoke gia đình phải nói rất là hay. Các bác có thể sử dụng trong những không gian phòng tầm 25m² đổ lại, ghép với những dòng âm ly tầm 8 sao trở lên. Còn nếu chúng ta có những dòng cụ đẩy công suất bãi hoặc là vang thì những dòng loa này thì kết hợp vào thì hát karaoke cực kỳ là hay và mượt. Với đôi loa này thì cũng xin test gửi cho anh Đặng Văn Quân, có địa chỉ con thôn Trung Quan, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, với giá của nó là 3.500.000, giá bao ship. Chất âm dòng này thì rất là hay, quý vị các bạn vừa nghe thì test mộc mạc đánh thẳng từ đáy ra thôi, test chất âm từ đáy công suất thôi. Dòng này nếu mà ghép với âm ly, những dòng âm ly thì độ nhảy nó cao, đánh tiếng rất là hay, hoặc là ghép với vang thì tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đây thì test sơ qua xong bắt đầu cho quý vị các bạn có thể tham khảo chất âm cũng như là giới thiệu toàn thể, cũng như là test cho anh Đặng Văn Quân. Với dòng loa này thì hàng ngày cửa hàng gần như là ngày nào cũng gửi cho quý vị các bạn ở khắp mọi miền Trung Quốc, và mình thì chuyên cái dòng BK này. Các bạn có thể liên hệ số máy cửa hàng theo số máy là 0385 toán. Với những đôi loa này thì nói chung là hàng bãi của nó thì nó chỉ tương đối thôi nhé, nếu mà đẹp thì nó tương đối, nếu chúng ta mà kỹ tính thì các bác có thể sử dụng dòng loa mới, còn loa bãi thì nó được tương đối thôi. Đấy. Còn nếu mà đẹp xuất sắc thì cũng có, nói chung là với cái giá thành nó cũng rất là hợp lý, giá 3.500.000, giá bao ship thì chúng ta có thể sở hữu được những đôi loa nó có thể là hát karaoke, nghe nhạc chuyên sâu, chất âm của nó cực kỳ là da diết, mềm mại, sâu lắng. Tất cả hàng này thì được cửa hàng là bao zin tuyệt đối cho quý vị, bao zin từ bát, check, phân tần, bao zin tuyệt đối cho quý vị các bạn. Chống nó rất là sâu và mềm, và chép thì sáng mịn. Nói chung là dòng này thì tiếng rất là hay. Đối với dòng 880 thì nó phân khúc đời rất là cao, đời rất là cao. Rất là cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Quý vị các bạn đặt hàng, quý vị các bạn hãy liên hệ số máy cửa hàng, số máy 0385 2228 một lần nữa. Xin chào các bạn, rất là cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi.